Được diễn chung với Triệu Lệ Dĩnh là chuyện mà tôi có thể khoe khoang cả đời. Diễn viên quần chúng trong phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chia sẻ trên tài khoản Tiểu Hồng Thư của mình. Hôm nay, bỗng dưng có rất nhiều người bạn, thậm chí còn có nhiều người đã hơn 10 năm rồi chẳng liên lạc gì nhắn tin cho tôi hỏi, đây có phải là cậu không? Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thật sự rất tuyệt. Lúc đầu tôi chỉ lặng lẽ sắm vai trong một bộ phim thôi, cũng chẳng phải là một nhân vật hẳn hoi nên sẽ không ai nhận ra đâu. Là thế đó, giờ tôi sẽ nói với mọi người rằng một số cảm nhận của tôi khi quay phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Đầu tiên, tôi đóng vai Lễ Tân đón tiếp Hà Hạnh Phúc, một vai cực nhỏ, thậm chí còn chẳng có họ tên. Thực ra, đoàn phim thường phân chia chế độ theo cấp bậc, địa vị rất rõ ràng, nên một vai diễn nhỏ bé tầm thường như tôi sẽ không được đối đãi hết lòng, nhiệt tình lắm. Nhưng tôi nhất định phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ nice, cực kỳ chuyên nghiệp luôn mọi người ạ. Khi thực hiện cảnh quay cùng tôi, chị luôn luôn đối diễn một cách rất nghiêm túc. Lúc sau, tôi có gặp lại chị ấy, vì phòng nghỉ ngơi bất tiện nên chị ấy cũng thoải mái ngồi ở bậc thang một mình, không hề có một tí kiêu ngạo, chảnh chọe gì cả, cảm tình tăng gấp trăm lần luôn. Còn nữa, cái đầu của chị Triệu Lệ Dĩnh nhỏ lắm lắm cả nhà ạ. Lúc đứng cạnh chị ấy, tôi thấy đầu của mình bự xỉu up xỉu down gấp 10 lần ý. Tóm lại là, mặc dù chỉ là một trải nghiệm đóng phim ngắn ngủi, nhưng tôi đã có rất nhiều cảm nhận, cũng thu hoạch được nhiều thứ. Được diễn chung với chị ấy là một chuyện mà tôi có thể khoe khoang cả đời. Đó chính là lời chia sẻ cảm nhận của một diễn viên quần chúng khi được đóng chung một khung hình với Dĩnh Bảo. Những lời chia sẻ đó minh chứng cho những phẩm chất của Triệu Lệ Dĩnh. Chúng ta cùng tin tưởng để ủng hộ cho cô ấy nhé các bạn.